Sở Kiều Truyện, Chiêu Lệ Dĩnh và Lâm Cảnh Tân là dự án phim cổ trang kiếm hiệp từng gây bão màn ảnh nhỏ được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Tiêu Tường Đồng Nhi. Nội dung của bộ phim kể về cuộc đời nữ chính Sở Kiều và câu chuyện tình yêu đầy bi thương với Vũ Văn Nguyệt. Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Chiêu Lộ Tư và Đình Vũ Hề Biên kịch Trần Thiên Thiên tâm huyết dâng trào, viết lên một kịch bản về tôn nữ, vì để chứng minh năng lực của bản thân, cô đã bị mắc kẹt trong chính tác phẩm của mình, trở thành tam công chúa đông lương. Đây là cô công chúa xinh đẹp có địa vị cao quý, nhưng tiếng ác lan truyền khắp muôn nơi. Quần Cửu Linh, xoay quanh câu chuyện về cuộc đời con gái hoàng đế sở vương sở Cửu Linh, ở kiếp trước, cha làng bị hãm hại rồi qua đời. Khi phát hiện ra nguyên nhân cái chết của cha là do em trai với mục đích cướp ngài vàng, nàng cũng vì thế mà thiệt mạng. Ở kiếp này, nàng đổi tên thành quân cửu linh, một lòng báo thù cho cha và giành lại giang sơn đã mất. Thiếu tướng quân thú cưng của tôi, Tiêu Khải Trường và Điền Hì Vi, bộ phim lấy bối cảnh nước thành khâu, xoay quanh một tiệm thú cưng nhỏ của bà chủ Tô Tiểu Hà. Trong một lần tình cờ, cô đánh thức hoàng tử mèo đến từ một tình cầu kỳ bí, bắt đầu một câu chuyện tình yêu nhân thú siêu dễ thương. Với đề tài xuyên không, Hoàng hậu công lược xoay quanh câu chuyện về nữ chính Lương Vi Vi trong một lần tình cờ, xuyên không vào bộ phim cổ trang có nam thần của cô đóng chính. Cô trở thành một nhân vật bị thất sủng, được định mệnh chết sau 3 tập phim. Để thoát khỏi số phận, Vi Vi đã thành công khiến Hoàng đế say đắm, nâng cao giá trị bản thân thành nữ chính. Nữ chính của tôi đừng quá đáng yêu Giang Tiểu Manh là một cô trợ lý nhỏ nhoi, vô tình xuyên không vào thế giới game online, trở thành một cô công chúa bất đắc dĩ. Tiểu Manh được làm phi tần của Hoàng tử Mộ Thần Dung, người có diện mạo giống hệt với sếp Tần Hán ở thế giới thực. Tiêu sái gia nhân đạm đạm trang, khổng tuyết nhi và yến tử đông với nội dung xoay quanh câu chuyện về nhân vật từ nghiên, chuyên viên hướng dẫn trang điểm trên mạng xã hội, vô tình bị xuyên không về thời cổ đại, trở thành ác nữ có tính tình tình nghịch thích tiền. Lùng linh làng tâm, cốc gia thành và khang linh Xoay quanh câu chuyện về một cô gái hiện đại bị xuyên không về thời cổ đại, trở thành một cô công chúa, mang trong mình hai linh hồn, một của con người và hai của con sói. Sự xuất hiện của chàng hoàng tử khả ái đã làm phơi bày những bí mật về cô công chúa thú vị này. Quốc tử giám có một nữ đệ tử xoay quanh câu chuyện về Tăng Kỳ, nữ đệ tử đầu tiên trong lịch sử quốc tử giám. Tăng Kỳ cùng cậu bạn Trác Văn Viễn vào học trong quốc tử giám, trở thành bạn học của các công tử gia thế hiển hách, cùng nhau viết nên những câu chuyện ngọt ngào và hài hước ở trường học trường cá hành với sự tham gia diễn xuất của địch lệ nhiệt ba ngô lỗi và triệu lộ tư với nội dung xoay quanh câu chuyện về cuộc đời nữ chính lý trường ca với hành trình báo thù cho gia tộc. Kí kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.